bàn của sổ tay bảo mẫu của tôi, đề tài mới lạ phá cách đạt 250 triệu view chỉ trong 1 giờ. Bộ phim Sổ tay bảo mẫu của tôi xoay quanh giới giải trí đầy khắc nghiệt, lồng ghép vào đó là chuyện tình giữa cô nàng người máy siêu Việt Sari do Trịnh Sản đóng và chàng đại minh tinh Tô Đạt Hạo. Phim khắc họa tình yêu tay ba giữa cô nàng bảo mẫu Sari với chàng nam thần tượng nổi tiếng nhưng tính cách kiêu ngạo, cùng cậu em trai Tô Tiểu Bắc. Dù được chiếu vào khung giờ đêm khuya, ngày 12 tháng 1 nhưng bộ phim đã đạt được lượng người xem đáng kinh ngạc là 250 triệu view chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Lần này, Trịnh Sảng vào vai Sari, cô người máy trí năng đến từ năm 2146, là người máy đầu tiên được trang bị phần mềm tình yêu. Cô đã quay trở lại năm 2018 tìm một người cổ đại để thể nghiệm cảm giác yêu. Là một người máy đến từ tương lai, Sari quả thực là một bảo mẫu vạn năng nhưng cô lại hết sức ngây thơ như một cô bé. Với ngoại hình xinh đẹp trẻ trung và những hành động hết sức dễ thương, Trịnh Sảng đã nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Nam diễn viên Itipat cũng được khen ngợi về diễn xuất. Tuy nhiên, vì là người Thái Lan nên đôi khi khuôn miệng của anh không khớp với lời thoại. Đây là một điểm tiếc nuối nhỏ của bộ phim. Bộ phim hiện tại vẫn chưa có điểm đánh giá trên Douban, nhưng những đánh giá ban đầu của khán giả đều rất khả quan. Đây là một đề tài mới lạ, chờ đợi sự thể hiện của Trịnh Sảng. Tình tiết phim rất thú vị, diễn viên cũng rất xuất sắc. Nam chính và nữ chính đều thể hiện thành công tính cách nhân vật của mình. Nam chính diễn đạt từng tình tiết phim đều tốt. Nữ chính cũng thể hiện rất tự nhiên khi chuyển hóa từ người máy sang người thật.